Ba bỏ đi, mẹ không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của em Hân gặp nhiều khó khăn. Năm học mới này, em Hân có niềm vui lớn khi được nhà trường cho mượn bộ sách giáo khoa. Các nhà hảo tâm trao tặng vở, ba lô, đồ dùng học tập và thẻ bảo hiểm y tế giúp em có thêm điều kiện và động lực để đến trường. Cảm xúc của con rất là vui khi được các mạnh thường quân quyên góp sách vở. Con xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng các mạnh thường quân. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đã vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và các em đạt thành tích cao trong học tập. Năm học nay thì được nhận học bổng thì em sẽ cố gắng học tập thật là giỏi để sau này trưởng thành em sẽ có được một công việc thật là tốt. Nhóm 7X này là thành lập và kêu gọi những thành viên trong cụ học sinh đó là góp để mà giúp đỡ cho những cái học sinh nghèo và vượt khó để mà có những cái hành trang bước vào năm học mới. Có thể sau dịp khai giảng năm học mới, hoạt động tiếp sức đến trường sẽ được tổng kết bằng những con số cụ thể. Đó là tổng số học bổng, thẻ bảo hiểm y tế hay dụng cụ học tập, đồng phục mới. Tuy nhiên, có những thứ không thể thống kê và đo đếm được, đó là những nụ cười rạng rỡ và cả giọt nước mắt hạnh phúc của các em học sinh nghèo khi nhận được sự sẻ chia, động viên từ cộng đồng.